vị và các bạn đã theo dõi bản tin nóng Sài Gòn được phát sóng hôm nay ngày 20 tháng 11. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Số lượng trẻ em mắc bệnh hô hấp đến khám và nhập viện gia tăng tại các bệnh viện nhi của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi không khạc nhổ bừa bãi. Đây là giải pháp quan trọng giúp hạn chế việc lây lan mầm bệnh hô hấp trong cộng đồng. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, để rút ruột hàng trăm nghìn tỷ đồng của SCB trong vụ án sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo cháu gái và thuyết phục chồng lập hồ sơ vay khống của ngân hàng này. Theo đó, bị can Vân đã giúp sức đồng phạm với Trương Mỹ Lan tham ô tài sản và liên đới chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của SCB và còn gây thiệt hại lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình trạng người dân thiếu ý thức xả rác xuống lòng đường thời gian qua không được cải thiện nhiều. Nhiều nơi nước thải bị xả ngay trên vỉa hè, chất thải rác bị đổ xuống lòng đường. Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức cùng với các quận huyện thành lập lực lượng chuyên trách kiểm tra theo dõi, thực hiện các biện pháp xử phạt hành chính đối với người có hành vi xả rác bừa bãi. Các địa phương có thể nghiên cứu việc phạt tiền, phạt lao động công ích, dọn vệ sinh hay kiểm điểm ở khu dân cư. Ngày 20 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu đang lập hồ sơ để chuyển một đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật sang đội cảnh sát điều tra do đã tự ý lẻn vào kho tạm giữ rác trộm phương tiện vi phạm ra ngoài. Đối tượng này là NVAT, sinh năm 2007, quê Quảng Bình. Khai nhận, vào ngày 8 tháng 11 đã bị tạm giữ phương tiện do nhiều lỗi vi phạm. Do trước đó từng bị xử phạt nên đối tượng đã nắm rõ khu vực tạm giữ phương tiện, cùng với không có tiền đóng phạt nên đã tự ý lẻn vào lấy phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, các nội dung sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này đang được dư luận và rất nhiều người lao động quan tâm, trong đó có hai nội dung quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tuổi nghỉ hưu. Trao đổi với lao động, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều lý do khiến cho tuổi nghỉ hưu hiện nay cần được điều chỉnh. Là do cái việc chúng ta phải đối phó với cái tình trạng già hóa dân số. Ở Việt Nam thì cái thời điểm mà dân số vàng nó đã qua rồi. Cái thứ hai đó là để giải quyết vấn đề về lao động, việc làm và thất nghiệp. Cái thứ ba là xuất phát từ vấn đề bình đẳng giới. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay cái tuổi nghỉ hưu của nam và nữ đang bị chênh lệch nó tương đối nhiều, là 5 năm. Cái điều này nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ tác động đến hai việc. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái cơ hội của lao động nữ. Cái thứ hai là nó cũng ảnh hưởng đến cái mức lương hưu của lao động nữ. Cuối cùng là người ta sẽ chú ý đến cái tính bền vững và bảo đảm của hệ thống an sinh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.